Xin chào tất cả bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem khung cảnh ở Hàn Quốc nha các bạn. Khung cảnh đẹp tuyệt vời nha. Wow, có đàn chim bồ câu luôn các bạn. Đợt chim bồ câu đang nghỉ ngơi nha. Wow, rất là dễ thương, hiền lành đó. Bồ câu là biểu tượng cho sự hòa bình nha các bạn. Cảnh Hàn Quốc rất là đẹp nha các bạn. Mình giới thiệu về bên Hàn Quốc xíu nha. Khu này là khu Hàn Quốc ở Ansan. Giờ bữa mình các bạn la nhiều nhiều đây, mình bỏ thời gian là mình đi các khu đẹp hơn ở Seoul hay là những cái khu rất là nổi tiếng Đông Nguyên, rồi những cái khu Miên Tông rồi đó, những khu Đông Tây Mun rồi Nam Tây Mun nữa. Mình sẽ quay đây cho các bạn xem, thật là thích luôn. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Để mình sẽ có động lực nhiều hơn. Mình có động lực nhiều hơn để mình quay các clip cho các bạn xem. Đây là style của Hàn Quốc à. Cửa số 5. Nhìn rất là đẹp mắt ha các bạn. Wow, cái áp thử kìa. Tòa nhà kia nó làm những cái gì trên cao. Wow, ở Việt Nam cái đấy có cái đấy hồi treo hoa lan rồi mưa luôn các bạn. Treo phong lan á. Nhìn đã luôn á. Có những khu đỡ xe đạp luôn các bạn. Cái này cái số 2 ha. Cái này là có lối đi bộ xuống các bạn. Từ ga bên này cách ga bên kia một cây số, nó có một cái đường hầm đi ngang qua ga bên kia cả cây số luôn các bạn. Nhìn đã lắm, mình nhìn mơ luôn các bạn. Kia là cái Homebrew ha, cái dạng như siêu thị Homebrew các bạn biết rồi đó, ở Việt Nam có mà. Đối diện các bạn là nhà vệ sinh, bên này là nhà vệ sinh là hoàn toàn là miễn phí, không giống ở Việt Nam ha. Không phải là đi siêu thị rồi đi ra công viên rồi đi vệ sinh mất tiền ha. Hoàn toàn là miễn phí 100% luôn các bạn, không bao giờ tốn tiền. Việt Nam nói chung là mình không biết sao đi vệ sinh phải mất tiền ha. Không biết chủ sao nữa. Nhìn đẹp, nhìn đẹp giả mang con ngang luôn các bạn. Ok, và không mất thời gian của các bạn nữa, bây giờ mình sẽ đi xuống ga từ đường ngầm thử như thế nào ha. Ok, let's go, mình gửi xe các bạn. Chỗ này là gửi xe.
Các bạn khi mà mình đi ô tô mình không quay được những cảnh này nha các bạn. Mình chỉ đi xe đạp mình mới quay những cái cảnh đặc biệt như thế này thôi. Ha. Hay là mình review con bò mình hay. Đó, bò già của mình nè các bạn. Bò già của mình có giá là 18 triệu các bạn. Đợt đấy tiền có giá nữa, nó có giá tầm 20 triệu ạ. Cái con bò của mình á. Giờ là mình xuống cửa đây đi. Cửa nào cũng được. Cửa số 4. số 4 là cửa người hàng, người ta gọi là cửa tư các bạn. Nhưng mà không sao, mình đâu phải là đi đến phải không? Chỉ quay thôi, hay mình đi tàu thang bộ hay là mình đi điện ra. Đây có vừa có thang bộ này các bạn. Ủa, giữa trời còn nó gắn thang máy luôn. Đúng rồi Hàn Quốc. Mưa luôn các bạn. Giữa trời luôn các bạn. Rồi. Bây giờ mình đi thang máy nha các bạn. Chỉ lên thôi. Cái này chỉ lên thôi, xuống là không đi được theo á. Bây giờ bị lỗi rồi, không đi được theo á. Giờ bị hư rồi. Không đi được. Ok, giờ mình đi hai thang chân nha các bạn. Rồi, mình xuống thôi. Wow, trời đây sáng hay chiều ra này ngồi uống phê rồi nhìn rất là thích, nhìn rất là đã mắt luôn. Hey các bạn. Này nó có gớ vào ha, gớ vào chỗ đây trồng trúc rồi, trồng trúc rồi, nhìn rất là đẹp, nhìn và nhìn là thấy rất là tốn kém đúng không ạ, rất là tốn kém không. Wow. Đúng rồi, thang máy này không đi được. Người ta không có người đi, một hai người mà đi thang máy thì rất là tốt. Okay. Mình bây giờ mình quay cái hàng trúc đây. Wow, nhìn quay lên này, nhìn thấy vĩ đại. Công trình này thiệt đúng, nó mà ở Việt Nam thì gọi là vĩ đại. Bên Hàn Quốc thì cảm thấy chỗ này rất là bình thường. Tại các bạn thấy không, rất là ít người, dân cư bình thường thôi, không có đông đúc, nhưng mà họ làm lại những cái công trình này, người ta phục vụ người dân thì mình cảm thấy rất là vĩ đại. Là bây giờ trưa này, trưa ít người tới, trúc đẹp, trúc mát nhạt các bạn. Ok, let's go, mình vào trong thứ có như thế nào nha các bạn. Nào thì mình cũng đi thôi, đây là xa xa quan sĩ. Wow, trong này mát, nó mới lạnh mát. Wow, phơi phới luôn. Đây là ra cửa số 3, cửa số 3 lên được rồi. Đây là lối vào nha các bạn. Các bạn có thể ca thử thì các bạn sẽ vào được các bạn. Nè. Đây là lối vào của ga. Sau là cửa hàng tiện lợi ạ.
ga tàu điện ngầm nha các bạn. Bạn hướng dẫn bản đồ này. Noson. Noson To. Là bản đồ tàu điện ngầm à. Đó, nó có thử đi. Đường tàu số 1 này. Đường tàu số 2, đường tàu số 3, đường tàu số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 đường tàu luôn à. Có mấy đường tàu phụ nữa luôn á. Nhiều. Đây là cái nộp thẻ giao thông, đến bỏ thẻ giao thông của mình vô thử nha. Thứ còn bao nhiêu tiền hả các bạn? Mình có mấy thẻ lận, như là bỏ kiểm tra hết mấy thẻ luôn. Ha. Rồi các bạn đợi xíu, mình đang rút ví ra. Nó có tiếng Anh, tiếng Hàn. Thật sự mà rất là đau buồn là không có tiếng Việt Nam. Đợi đây Việt Nam phát triển rồi sẽ có nha. Mình bây giờ mình chụp cái thế ở chỗ này. Chụp thế ở chỗ này là nó sẽ báo. Mình là còn 7 ngàn, nó biếu mình là nộp tiền á. Nhưng mà mình đủ tiền rồi nên mà mình không phải nộp. Ok, mình rút ra. Rút cái thế ra. Đó, thế anh có màu tím không? Rút ra, mình chụp cái thế này vô luôn hay chỗ đó luôn. Mình có 2 thế nha các bạn. Ôi giời. Thế này là còn 12.000. Thì hai cái cộng lại là cho 19.000 đi. Nên là 19.000 một lần đi chỉ có 1.000 thôi. Thì mình ít đi lắm nên là không hết được. Nên là mình không nộp nha các bạn. Mình không nộp thì mình cắt phí vô. Đó, đây là cái để nộp tiền. Để nộp tiền các bạn. Cái cho người già. Đây mình mua thẻ còn được nha các bạn. Đây là mình nộp thẻ bằng phổ thông ca thư là mình mua thẻ. Còn cái này chắc là dấu vân tay rồi ạ. Giống như là anh Sa Chin Miên á. Anh của người á. Còn đây là cái mua cái thẻ để đi. Mỗi lần đây là mua cái thẻ vậy đó. Chứ không, mình không có thẻ giao thông. Để mình lái vô cái này. Nha các bạn, lâu lắm mình không mua. lâu lắm mình không mua á. Mình toàn đi thẻ thôi. Mua từ trạm nào hết bao nhiêu rồi là nó sẽ báo lên. Lối này lối vào nó mà đi em đi Tanisusa. Tanisusa. Đây là ánh xanh nha các bạn. Là cửa hàng tiện lợi ha. Cửa hàng tiện lợi bán đủ thứ luôn. Bán ăn uống gì là sẽ có hết nha các bạn. Bánh trái rồi, nước non rồi là sẽ có. Nha. Điểm lớn các bạn, đây mua khẩu trang rồi. Gương lược các kiểu luôn rồi. Đủ loại luôn á. Rất là nhiều loại. Rồi anh này lập. Mà quá trớn luôn. Ok, let's go. Mình sẽ đi thôi. Chuyến này rất là mát. Cái này sạch hơn nhà mình luôn. Ô cụ già. Sạch hơn nhà mình luôn. Đây là ra cửa số 5 nha các bạn. Ô đi. À, những người mà đi xuống tàu, có tàu đến là người ta xuống, người ta đi đấy.